giờ này thì cái stock pin mình đã xào xong rồi. Mà bây giờ này thì bắt đầu làm cái nước sốt đó, chút mình nướng gà tây. Thì cái phần nước sốt thì mình có làm có muỗng canh dầu ăn, xong cái một củ hành hương mình băm nhuyễn, một lon thơm crushed pineapple 8 ounce, một muỗng canh rosemary, một muỗng canh parsley, một muỗng cà phê Italian seasoning, một muỗng canh cái sốt brown seasoning sốt. Cái này là mình làm gà tây rất là ngon. Một muỗng vegan bơ, 2 cốc nước súp trái cây, nước súp này đào nấu từ rau cải ra, và một muỗng cà phê bột nêm. Bây giờ đó bắt đầu thực hiện thì đào cho lửa lên, rồi mình cho một muỗng canh dầu ăn vô. Cái parsley này á thì nó không phải trong hũ, đào xài cái hũ này hết rồi. Mà sao cái này là mình cần tay cần ta đấy quý vị, cần ta. Nếu quý vị mua ăn hay nhà có thì nhà đào có nhiều lắm, cứ lâu lâu phải cắt giọt bớt chứ không nó già nó nhiều quá không biết làm gì. Cái xong đào cắt đào rửa sạch sẽ, xong cái sắc thiệt nhỏ để cho nó ráo, sắc thiệt nhỏ cái đem phơi khô chừng 3 4 tiếng đồng hồ thôi à, không thì để trong lò nó nóng nó khô ra mà thơm, rất là thơm. Cho nên đào chia sẻ quý khán giả, nếu mà nhà mình có hay là nhiều khi mình mua để mình ăn hủ tiếu á, còn cái lá cái cọng á mình xắt nhỏ mình đem phơi khô mình để trong trong hũ lại, để hũ lại xong cái mình ăn cái gì mình làm nhưng mà đổi ý á mình cho vô. Thì giờ nồi rồi thì đào cho thơm vô, một lon thơm 8 ao. Rồi cho một muỗng canh bột nêm, không, một muỗng canh brown seasoning. Một muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng canh rosemary. Một muỗng canh parsley. Parsley là cần ta mình á. Một muỗng cà phê Italian seasoning. Rồi đào cho một muỗng canh vegan bơ vô. Nghe tiếng kêu xèo xèo mà thơm nữa là thấy đói bụng rồi. Cho vô 2 cốc nước súp. Để chút mình nướng gà. Chị có thể là nhắc qua cho quý vị khán giả biết là cái nước súp này là chị dùng nấu bằng những cái củ cải hay là trái cây gì không thưa chị? Vì vì nhiều khán giả chưa có từng xem chương trình VGS của mình qua thì có thể là biết được. Cái nước súp này á, nhiều khi nó không cần kén lắm. Ví dụ như quý vị coi trong tủ lạnh mình có cái gì còn tây, rồi bắp cải, cà rốt, vài trái táo thì cũng được. Là mình nấu chừng 2-3 tô, tại cái phần này mình còn nước súp đó mình nướng gà đó. Còn cái phần mà mình chút mình làm gravy mình cũng còn nước súp nữa. Nhưng mà cũng phải chờ nước súp cái nó sôi lên mới được. Thì đã chuẩn bị thôi. Nước súp nó sôi mình nhúng cái hem trong nước súp cho nó ngon. Cái phần này Đào cũng nhắc rõ là quý vị không có cần phải làm hem, quý vị không thích ăn hem quý vị làm gà cũng được. Nhưng mà làm gà thì quý vị cũng làm cái nước sốt vậy được, quý vị phải ngâm cái gà nó dày hơn á. Quý vị phải ngâm trong trong nước sốt á, ví dụ dầm em xăm xăm cái miếng gà để cho nó thấm nước sốt vô cho nó ngon á. Thì quý vị ngâm cũng phải qua đêm lận á. Để cho nó thấm rồi xong cái quý vị xào nhân xong quý vị cuốn. Rồi Đào nói ví dụ như quý vị không thích ăn hem thì ăn gà. Mà quý vị không thích ăn gà thì quý vị ăn đậu hũ cũng được ha, quý vị làm giống như mì căng á. Rồi mình ví dụ đỡ ngoài rồi cuốn lại xong nướng cũng được. Mình làm đậu hũ thì mình phải hấp, chứ nướng không thì nó sợ không dính. Quý vị xay đậu hũ cho nhuyễn xong rồi đem cuốn làm cái xào nhân giống y hệt vậy. Rồi quý vị cuốn lại rồi quý vị đem hấp. Hấp cho nó mềm nó chín xong rồi mới đem nướng sơ. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ này cái nước sốt này nấu nó thấm rồi đấy, thì Đào cho ra tô. Đỡ một chút xíu nữa mình nhúng cái gà vô cho nó, cái hem vô cho nó thấm. Mình cuốn xong mình gói cho nó. Nó không có bị khô. Tại thường thường á em thấy mà cái gì mà mình món ăn gì mà mình đem nướng thì nó có cái nó tend to be là nó rất là dễ bị khô. Mà nếu mà mình nhúng vậy hàng gì là cái món gà tây thuần chay của chị nó rất là ngon mà nó đậm đà mà nó lại mềm.
mới mà ăn một năm quá mình làm ra tay nhớ làm nhà chú Lơ ghiền, sau đó đào làm hoài mấy cho hết Noel luôn á. Kính thưa quý vị, hôm nay mà lý do mà chúng tôi phải cố gắng thực hiện món gà tây thuần chay nhanh như vậy vì là đã được rất là nhiều gửi điện thư cho Kimberly Hồng Nhung cũng như là chuyên gia ẩm thực Huỳnh Đào, và có một số quý vị đã gọi trực tiếp số điện thoại cho chúng tôi và hỏi chúng tôi nếu mà chúng tôi có thể thực hiện ngay cái món gà tây thuần chay này trong cái dịp lễ tạ ơn. Và quý vị đừng lo, nếu mà sau khi xem xong chương trình mà những cái vật liệu nào mà quý vị mua không được hay là có thắc mắc, xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 909-24-VEGAN cũng như là 909-248-3426, 909-248-3426. Kính thưa quý khán giả, mình cũng phải còn dây mà dây vái này để mình cột. Thì cái này Đào mua xong cắt rồi, rồi giặt cho sạch sẽ cho nó không có còn dơ nữa, mình sợ dơ á. Mình giặt cho sạch rồi mình đến nó ráo, xong bắt đầu mình cột lại để mình nướng, chứ không nó bung ra thì nó không có dính. Chị, như vậy cái tàu hủ kia này khi mà mình mua về là mình có để xả đá hay là sao chị? Thì mình cũng phải để cho nó tan đá ra. Tan đá và sau đó là mình lấy ra trực tiếp luôn phải không chị? Không có cần ngâm hay là gì hết không chị? Không, để sống gì không, ngâm nó bảy. Dạ. Một chút là mình có nước, mình cái nước sốt thì mình chan lên á. Dạ. Thì bây giờ này Đào nhận cho nó bằng nó chặt xuống quý vị. Này gần giống như gói bánh tét. Chị gói cái gà tây này em nhớ thấy giống như là gói bánh tét. Năm ngoái là chị em mình cũng làm chương trình cho trong dịp Tết cũng gói bánh tét hả chị ha. Xin quý vị đừng lo, trong những cái chương trình sắp đến thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái món ăn của ngày Tết. Chị nhắc đến đây thì Kimberly Hồng Nhung nhớ là đã thèm rồi. Chuyên gia ẩm thực thực hiện nào là bánh gói bánh tét, phải không? Bánh chưng bánh tét, rồi làm những cái món như giò thủ, chả lụa vân vân để quý vị có thể thực hiện, mời bạn bè người thân. Xong rồi mình nhận hai đầu cho nó chặt lại rồi thì mình ship lại mình cối giống như cối chả lụa vậy. Thì đầu cột có sợi dây dài, cho đầu sợi dây dài. Và một lần nữa Kimberly Hồng Nhung xin nhắc lại với quý vị đang theo dõi chương trình nấu thuần chay Veganous. Và kính thưa quý vị, chương trình nấu thuần chay Veganous là một chương trình mang đến cho quý vị những món ăn chay không động vật, không trứng, không sữa thưa quý vị. Và cũng xin nhắc lại đến quý vị là trong chương trình nấu chay Veganous của chúng tôi dùng hành tỏi vì chúng tôi mong để cho quý vị ăn chay tốt cho sức khỏe. Chứ nếu mà quý vị nào không ăn được hành tỏi thì quý vị có thể thay vào bằng ba rô, và không ăn được ba rô thì quý vị cũng có thể bỏ ra không, nếu mà quý vị không...